trời ơi, quá đáng quá hiếu. Qua đây chơi bốn thùng nè. Chơi bốn thùng hả? Không chơi đâu, mất chơi điện thoại rồi. Ồ vậy thôi. Ad ơi, bài này làm sao? Bài này hả? Không biết nữa. Lên phải lên Google tìm nha. Ồ vậy thôi. Khi giao tiếp trực tiếp bị giảm sút thì cũng đồng nghĩa với việc không ít người tìm cách giao tiếp khác trên mạng xã hội. Và trong khi đó, người ta sẽ thích phát biểu theo ý mình, nhận thức lệch lạc chưa chuẩn xác, thể hiện bản thân mình phe phang. Mọi người ơi, giao tiếp trực tiếp dù có khó khăn với nhiều người, nhưng đây lại là cách để bạn có thể rèn luyện khả năng diễn đạt, khả năng nói và cách ứng xử của mình. Thoại nè, từ ngày mai, S sẽ để Thoại ở nhà và sẽ nói với ba mẹ dẫn S đi chơi nhiều hơn. S muốn được như nhiều bạn nhỏ, được tự nhiên nè, được vui vẻ.
vẻ nha, và được năng động. Còn các bạn ơi, chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa cần những thứ này đâu nha. Còn các cha mẹ ơi, hãy bỏ điện thoại xuống và nói chuyện với tụi con nhiều hơn nhé. Thôi, đến giờ Ad phải đi ngủ rồi. Ngày mai Ad còn phải đi học sớm nữa để chụp hình trước khi ngủ. Mà thôi, khỏi chụp đi ngủ luôn. Bye bye mọi người nha. Chú Nghĩa cảm thấy như thế nào về tiết mục của bé Khánh Uyên ạ? Giờ trước tiên cho chú hỏi, con bận cái bộ đồ này con có cảm thấy vướng không hả Uyên? Dạ không. Vậy hả? Tại vì chú Nghĩa thấy con còn nhỏ mà con mặc một cái đầm lùm xùm quá, chú Nghĩa sợ là con bị té. Nhưng mà rõ ràng là con rất là khéo léo khi con xử lý trang phục của mình. Hồi nãy chú Nghĩa thấy khi con bước ra, con để cái điện thoại xuống bị vướng vào cái váy của mình. Rồi sau đó con cứ bình tĩnh, con bỏ qua một bên, con kéo cái váy lên và con đứng lên con diễn tiếp. Đó là cái sự bình tĩnh của một người diễn viên khi đứng trên sân khấu và lỡ gặp một cái sự cố gì đó. Đó là cái điều đầu tiên mà chú nhìn thấy ở con, là rất là bản lĩnh. Cái nữa về tiết mục này chú Nghĩa rất là thích. Đúng là cái mạng Internet á, thì nó là một cái kho tàng về mặt kiến thức. Nếu như chúng ta biết khai thác nó đúng mức thì chúng ta sẽ bổ sung cho mình rất là nhiều những cái điều hay, mình có thể học hỏi được từ đó. Nhưng mà nếu như mình bị lậm vào nó, mình đi vượt quá cái giới hạn cho phép, thì mình sẽ trở thành một cái tín đồ cuồng nhiệt của Internet. Thì điều đó là hoàn toàn không tốt, đặc biệt là với các bạn nhỏ như con ha. Thì cái thông điệp câu chuyện nó rất là rõ ràng và ai cũng đồng ý với điều đó. Và chúng ta càng ngày sau càng nhìn nhận cái nào tốt, cái nào chưa tốt để mình hoàn thiện mình hơn. Còn với con là một cô bé còn bé nhỏ như thế này mà con đã có thể diễn tả một cách lưu loát cái vấn đề trong câu chuyện mà con đưa ra. Thậm chí có những cái đoạn mà chú Nghĩa thấy có những cái từ mà gần như là từ chuyên môn á, mà con vẫn có thể con nói không vấp váp một chữ nào. Có nghĩa rằng con phải hiểu thì con mới có thể nói một cách rành rọt như thế. Rồi khi con diễn tả lại những người bạn nói chuyện với nhau, lúc mà hồ hởi vui vẻ với nhau như thế nào, rồi lúc mà bị Internet chi phối quá nhiều, mọi người trở nên lạnh lùng với nhau, thì ra làm sao? Con làm cái điều đó nó tốt, tuyệt vời lắm. Chú Nghĩa rất là thích, bởi vì con có khả năng hơn những cái bạn nhỏ khác ở cái độ tuổi của con trong chương trình. Đó là gì? Đó là cái khả năng con diễn tả bằng giọng thoại. Bé Khánh Uyên rất là đa dạng, làm một nàng Juliet lãng mạn nhẹ nhàng cũng được, rồi làm một cái cô nàng S hơi nhí nhảnh một chút xíu, dễ thương một chút xíu cũng được luôn. Đó là cái điều mà con rất là thành công trong tiết mục ngày hôm nay. Chúc mừng nàng Juliet Khánh Uyên. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Còn cô Cẩm Ly thấy như thế nào? Cô S này là cô Ly luôn đánh giá cao ở cái gọi là cái đập thoại của con. Một mình con có thể hóa thân thành hai người, ba người liên tục mà con thay đổi cái âm sắc mà khi nói á, thì là rất tốt. Con đặc biệt ở cái phần đó con rất tốt. Nhưng mà cô rất là muốn là nếu mà ở vòng sau thì các đội trưởng và các cố vấn có thể là bứt phá con ở một cái khía cạnh nào mới, mà cái cá tính của con là phải mạnh lên một tí xíu nữa cho nó bùng nổ hơn nữa. Cảm ơn tiết mục của con. Cảm ơn Cẩm Ly. Em và anh Trấn Huy, cảm giác của chú Huy là nếu mà nói về dễ thương thì đúng là có, và thông điệp thì có. Nhưng mà đến cái vòng này thì chú Huy cần một cái gì đó nổi bật hơn nhá. Nó phải nhiều hơn, tốt hơn nữa nhá con. Dạ. Cảm ơn chú Trần Huy. Còn bây giờ thì sẽ là điểm số. Xin mời anh Đại Nghĩa. Tuần này chú Nghĩa dành cho con 9 điểm. Em mời chị Cẩm Ly 8,5. Quý vị, điểm trung bình cộng của bé Khánh Uyên là 8,5 điểm. Cảm ơn cô Chi S. Bye bye con, bây giờ con hãy vào con khoe số điểm với cô Sông Như nhé. Yeah. Mami, mì trẻ em ngon nhất Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóc vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.